Rồi, xin chào các em ha. Đây là một câu điện phân rất là hay của đề Hàn Thuyên Bắc Ninh. Thì đầu tiên là xét quá trình điện phân dung dịch NaOH này. À, chúng ta xét điện phân dung dịch NaOH. Điện phân cái dung dịch NaOH này. À, thì các bạn sẽ có là đi về cực dương. Thì chúng ta sẽ có OH trừ, cực dương là anode, chúng ta sẽ có OH trừ và nước này. Rồi. Đi về cực âm cathode thì các bạn sẽ có được là Na cộng, Na cộng và nước. Thì chúng ta biết rằng là ion Na cộng là không bị điện phân, do đó nước sẽ điện phân, có nghĩa là nước sẽ nhận electron thành hai OH trừ và khí hydro. Đó. Còn ở bên này thì OH trừ cho em bình thường, 4 OH trừ cho 4 electron thành hai nước và khí oxy. Giả sử số mol electron tại cathode là A mol thì ở anode số mol electron cũng là A, tại vì quá trình cho nhận bằng nhau. Do đó OH trừ sinh ra là A mol, còn OH trừ bên này mất đi là A mol. Có nghĩa là số mol OH trừ không thay đổi. Số mol OH trừ không thay đổi. Vì lượng sinh ra là A mol bằng lượng mất đi A mol. Vậy dẫn tới là số mol NaOH sẽ không thay đổi. Đấy, không đổi. Vậy thì quá trình điện phân trên chỉ là quá trình điện phân nước mà thôi. Nước bị điện phân, chúng ta sẽ ghi là quá trình nước bị điện phân để ra được hai khí hydro và một khí oxy. Rồi. Như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát thấy cái độ giảm của ban đầu. Nhìn lúc ban đầu. Dung dịch NaOH ban đầu có nồng độ 2m, nhưng nhìn lúc sau chỉ có nồng độ là 2,17896m. Tại sao nồng độ nó giảm khi số mol không thay đổi? Có nghĩa là thể tích nó sẽ giảm đi đó các bạn. Thể tích giảm đi thì cái nồng độ nó sẽ tăng lên, ta sẽ có này. Số mol NaOH lúc ban đầu bằng 26,3 là thể tích lúc ban đầu nhân nồng độ ban đầu là 2m, thể tích nhân số mol. Ở chúng ta không cần đổi nhé, chúng ta sẽ tìm tỷ lệ. Thể tích lúc sau tại TG chúng ta chưa biết, ta đặt là VT. Và nhân nồng độ lúc sau là 2,17896. Đấy, thì các bạn sẽ suy được thể tích VT bằng, đúng không? Thể tích VT bằng 24,14 ml. Vậy tại sao thể tích nó giảm? Thể tích nó giảm đi vì là nước bị mất đi, nước bị điện phân bị mất đi này. Suy ra chúng ta sẽ suy ra V nước, mà V nước sẽ bằng 26,3 đấy, các bạn trừ đi 24,14 thì các bạn sẽ ra thể tích nước bị điện phân mất đi. Thì các bạn trừ đi thì nó sẽ ra là 2,16 ml. Mà do khối lượng riêng của nước là 1, do đó 2,16 này cũng chính là gam của nước luôn, là khối lượng của nước. Từ đó các bạn sẽ tính được số mol nước. Tính số mol nước bằng cách lấy khối lượng là 2,16 đó, các bạn chia cho 18 ha. Thì ta sẽ có 0,12 mol. Rồi, sau đó các bạn thay 0,12 mol này, coi là quá trình nước bị điện phân mất đi vào đây, thì các bạn có thể suy khí hydro hoặc oxy tùy. Các bạn khi suy hydro đi thì nó sẽ là 0,12 luôn. Được chưa? 0,12 mol. Sau các bạn thay lên cái phương trình ở điện phân này. Hydro là 0,12 mol thì số mol electron trao đổi ở đây nó sẽ là 0,24 mol. 0,24. Đó, chúng ta đang xét ở tơ dây nhá. Chúng ta xét ở tơ dây. Ok. Vậy là cái nhiệm vụ của dung dịch NaOH trong bài này đã là xong rồi, nhiệm vụ nó xong rồi. Bây giờ chúng ta tới cái quá trình điện phân là muối đồng nitrat ha. Nhưng mà trước khi vào như vậy chúng ta phải có ý như sau. Vì mắc nối tiếp. Vì chúng ta mắc nối tiếp mà. Chúng ta mắc nối tiếp hai bình điện phân mà với dòng điện một chiều dẫn tới là Y thì như nhau. Y bằng nhau. Đúng không? Cường độ dòng điện ở bình 1, bình 2 bằng nhau. Mà nếu mà cường độ như nhau với thời gian điện phân là như nhau, đều là T thì số mol electron nó sẽ là như nhau, bằng nhau. Được chưa? Vậy chúng ta xét tại T dây. Tại T dây cho quá trình điện phân muối đồng nitrat. Muối đồng nitrat ở đây, bình 2 là đồng nitrat. Đồng nitrat. Vậy thì tại T dây thì số mol electron của nó bằng số mol electron tại T dây trong quá trình điện phân NaOH ở đây là 0,24 mol. Rồi, ta xét xem cái quá trình tại T dây này xảy ra những quá trình gì ở cathode và anode. Đồng 2 cộng nhận 2 electron thành kim loại là đồng. Khí clo Cl sẽ cho
sẽ cho chúng ta sẽ có gì, là chúng ta sẽ có 2 CL, chúng ta có CL2 và cho đi 2 electron. À, cái bình này là đựng cả đồng nitrat và natri clorua nha các bạn, nên nó có CL trừ, bình 2 là đựng cái này. Rồi. Có hai cái này nên có CL trừ để cho electron. Đề bài nói chỉ thu được khí duy nhất. Như vậy khí duy nhất là khí clo rồi. Khí clo rồi. Nhưng các bạn sẽ thay khí duy nhất, thay cái số mol electron 0,24 vào đây. Thì khí duy nhất của chúng ta chính là khí clo thôi, là 0,12. Vì là thu được khí duy nhất nên là bên này là nước chưa bị điện phân. Vì nước điện phân thì thay thêm một khí nữa thì sao, đúng chưa? Nên ta sẽ thay số mol electron 0,24 vào đây. Thì chúng ta sẽ tính được đồng tạo ra chỗ này là 0,12 mol. Ok, là xong ở giai đoạn T giây. Bây giờ chúng ta xét ở giai đoạn 2T giây. 2T giây đối với quá trình thứ hai, cái quá trình của bình 2 đó. Thì số mol electron trao đổi của mình á nó sẽ là 0,48 gấp 2 lần tại T giây. Thì ở đây ta thấy là đồng 2 cộng cũng sẽ nhận electron thành kim loại là đồng. Tuy nhiên các bạn quan sát thấy này, thời gian điện phân gấp đôi nhưng mà lượng đồng của chúng ta nó không có gấp đôi, đúng không? Cái này nó bé hơn 5/3. 5/3 M1 có nghĩa là bé hơn 2 lần. Thời gian gấp đôi nhưng mà đồng nó không gấp đôi, có nghĩa là đồng 2 cộng chỗ này bị hết mất rồi. Đó, lượng đồng chỉ gấp 5/3 lần. Từ trên này xuống này, các bạn nhân 5/3. Nhân 5/3 thì số mol đồng được tạo ra ở giai đoạn thứ hai. Đó, giai đoạn 2T giây nó chỉ là 0,2 mol thôi. 0,2 mol. Đấy các bạn lấy 0,12 nhân 5 chia 3 ha. Thì số mol electron là nó là 0,4. Vậy 0,4 mol electron ở đây thì chưa đủ 0,48 nên các bạn phải cho nước điện phân tiếp. Đúng chưa? Nước điện phân tiếp ở giai đoạn 2T giây. Thì các bạn sẽ có được 2OH trừ và tạo ra khí hydro ở đây. Số mol electron chỗ này sẽ là 0,48 trừ 0,4 là 0,08. Vậy thì hydro tạo ra chỗ này là 0,04 mol. Rồi chúng ta đã xét xong cái quá trình tại cathode tại thời gian 2T giây. Bên này ta có 2 CL trừ sẽ cho 2 electron thành khí clo. Chúng ta chưa chắc nước có điện phân hay không thì chúng ta sẽ viết nước điện phân cho 4H cộng 4 electron và khí oxy. Chúng ta đặt A là số mol của clo ở đây thì số mol electron là 2A. Đặt B là số mol của oxy, vậy electron sẽ là 4B ở đây. Dễ dàng chúng ta có thể giải được hệ phương trình như sau. Đó là A cộng B cộng cho 0,04. Đây, 0,04 là tổng số mol các khí. Đề bài cho 0,235. 0,235. Và thứ hai là 2A cộng 4B chính là số mol electron trao đổi. Đó là bằng 0,48. Từ đó thì các bạn sẽ bấm được A bằng và B bằng. Thì A chúng ta bấm ở đây là 0,15 và B của các bạn là 0,045. Rồi, nói tóm lại, bây giờ đề bài yêu cầu tính gì? Đề bài yêu cầu tính M là khối lượng của hỗn hợp gồm có đồng nitrat và natri clorua, đúng chưa? Chúng ta sẽ đẩy lên đây xíu này. Thì các bạn có M gam ở đây. Gồm có đồng nitrat và natri clorua. Thì chúng ta xem xét. Đồng 2 cộng ở đây là lúc ban đầu và bằng lúc điện phân hết chỗ này. Đấy, chỗ này nè, là đồng 2 cộng chỗ này là 0,2 mol. Vậy số mol đồng nitrat là 0,2. Số mol CL trừ ở chỗ này, số mol CL trừ là 2A. Với A là 0,15 thì 2A là 0,3, như vậy số mol natri clorua là 0,3 mol. Vậy thì chỉ số M này bằng 0,2 nhân cho muối đồng nitrat M lớn 188 cộng cho natri clorua là 0,3 nhân 58,5. Đó, và các bạn sẽ bấm máy cái này. Nó sẽ ra là 55,15. 55,15 gam. Như vậy, cái giá trị gần nhất của chúng ta đó chính là đáp án B, 55,2 gam. Như vậy các bạn, bài này các bạn chú ý là chúng ta điện phân có hai điểm chú ý ở bài này. Thứ nhất, đó là điện phân dung dịch NaOH thực chất là quá trình điện phân nước. Và thứ hai, vì hai bình mắc nối tiếp nhau nên cường độ dòng điện là như nhau. Vậy với khoảng thời gian như nhau, vậy thì số mol electron trao đổi ở bình 1 và bình 2 là giống nhau. Do đó tại T giây thì bên này là 0,24, thì tại T giây ở bên bình thứ hai nó cũng là 0,24. Rồi, đây là một câu điện phân khá hay và chúc các bạn thành công với bài điện phân trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nhé.